Hiện tại thì Hải đang treo Fadin lên nhá. Thì mọi người sẽ Hải sẽ quay khung gầm Fadin xem cho mọi người xem như thế nào. Mọi người sẽ nhìn thấy là đây là dầm trước là đều là treo MacPherson, có một cái càng chữ A ở đây. Lô tin cân bằng và cái lò xo, cái phuộc sẽ cắm vào trong lò xo, thì cái kiểu này nó khá là quen thuộc với rất là nhiều dòng xe. Hải sẽ đi xuống dưới nhá. Như mọi người thấy là treo Fadin là xe hạng A nên là nó sẽ dự thể dùng hệ thống treo phụ thuộc, tức là nó có một cái thanh giữa hai bánh như thế này. Thì với cái treo phụ thuộc này thì nó sẽ chịu lực rất là tốt, nhưng mà nó sẽ sóc hơn so với lại treo đa điểm. Và mọi người sẽ nhìn thấy đằng sau đây nó có phần lò xo giảm chấn ở đây, thì nó tách rời so với phần thuộc ở đây. Đó. Với treo phụ thuộc này thì nó sẽ chịu tải tốt và chi phí sửa chữa cũng thấp hơn so với hệ thống treo đa điểm. Chỉ điểm yếu của nó là treo phụ thuộc thì nó sẽ sóc hơn so với hệ thống treo đa điểm.